con đầu tiên luôn. Thấy khỏe rồi đó. Đây các bạn ơi, vũ quắc cho các bạn coi. Đây là con nãy nha bạn. Đây là hai con. Hai lạng luôn. Đây nè. Rồi, hai con đi tiếp các bạn ơi. Quá trời nó mệt luôn rồi. Rồi, hello chào mọi người nha. Chào các bạn nha. Đây là chuột các bạn. Chuột ném lu thôi các bạn ơi, tụi mình để lúa cho năng. Đây tối đi gài được 4 con nha các bạn. Lúa này lúa mới vô chút xíu mình đi thăm luôn các bạn ơi, khi mình đi thăm lọc gắn luôn. Rồi các bạn, để mình đặt máy xuống mình bắt chuột nha các bạn. Bắt chuột chút xíu đi thăm. Nay đi thăm khoảng chừng ba mấy 40 cái lọt nha các bạn. Rồi đây chục con trắng nha các bạn. Rồi để chút xíu tới bãi đặt quay cho mọi người xem nha. Rồi tới cái bãi đầu tiên luôn mọi người ơi. Ở đây gần giường ta quá, nó chỉ nhỏ nhỏ tí nha mọi người. Nhà cửa đã tùm lum thôi. Cái bẫy đầu tiên sau đây khởi đầu xuống xuống khỏe nha. Không dính đâu các bạn. Em để lúa gì để dưới lều cho nó chuột ăn. Rồi đi tiếp thôi các bạn ơi. Chút mua hàng xuống xuống quay cho các bạn xem. Rồi cái tiếp theo luôn mọi người. Hai ba cái mà chết quá.
ếch thêm con cá thì mình mới chạy quá trời bự. Sao đây, bữa hè con gì đó cho đã đã cái. Hiểu luôn rồi quăng. Chuột còn nguyên luôn quăng. Rồi cái tiếp theo luôn các bạn ơi. Nãy giờ bao cái mà trớt của trời trớt luôn rồi. Con gì cho nó sơm sơm, nó mở hàng cái phải khỏe đông mịn cái nặng rồi các bạn ơi. Không hành các bạn ơi. Con này tầm khoảng 4 lạng, 4 lạng không. Hết hồn phân này bự luôn rồi. Quá trời lúa rồi. Đó, nó chui đầu ra đó, để cho anh tự chui ra. Nửa ký. Cái này tầm nửa ký các bạn ơi. Ẻ luôn. Rồi con đầu tiên nha các bạn. Con đầu tiên luôn. Thấy khỏe rồi đó. Mình đi đi, mình đây chuột lúa vô cái mình đặt lại cái chút xíu mình quay cho các bạn xem nè. Đây là bạc cây vui nè các bạn. Đây là bạc triệu, biết đợt này có ghi bàn không? Dính nữa rồi các bạn ơi. Dính rồi. Thấy cái bọc tự nào cái ngắn hơn. Rồi để mình đáp máy mình đi tiếp các bạn. Rồi tới đến tiếp theo luôn các bạn ơi. Quá trời nắng nóng mà mệt à. Cái mã gì đó các bạn. Ui, 10 mấy 20 cái thì tôi có con một các bạn ơi. Mệt. Cái tiếp theo nha bạn. Làm cái gì cho nó khỏe khỏe lại cái. Rồi không dính rồi các bạn ơi. Xin này trớt dữ rồi ta.
cái máy tiếp theo luôn các bạn ơi. Biết có con gì không anh? Ôi nặng nặng này các bạn, nặng nặng này, nặng nặng này, nặng nặng này. Đây nè các bạn. Con này khoảng chừng 3-4 vạn rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không? Để về ngoài bắt cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, Vũ bắt cho các bạn coi. Đây là 2 con nãy nha các bạn. Đây là 2 con. Hạt đạn luôn. Đây nè. Rồi 2 con đi tiếp các bạn ơi. Quá trời nó mệt luôn rồi. Ơi tới cái cuối cùng luôn các bạn ơi. Quá trời nó mệt luôn rồi. Thì mưa xài rụng quá trời rụng luôn các bạn. Quá trời xài rụng luôn. Trời mưa cái gì cũng có mà gắn không có. Cái cuối cùng luôn các bạn ơi. Chắc nay không có video để up luôn quá. Làm con gì bự bự cái trên cho nó đã cái coi ơi dính cây hay gì ơi nặng nặng các bạn ơi, nặng các bạn ơi, nặng nặng rồi. Đây 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 nắng hai trái ha các bạn. Cái cuối cùng ăn ô. Sướng sướng. Bởi vì nhiều khi anh Võ anh Phụng nói không sai. Đừng bao giờ nản chí. Ở đây mình không có đồ bắt nha các bạn. Đây nè các bạn. Nó khởi động rồi các bạn ơi. Nó khởi động rồi. Con này tầm mấy năm nửa ký 6 lạng nha các bạn. Này có nửa ký 6 lạng ạ. Rồi để mình bắt cây xe chút xíu mình về tới nhà mình tổng kết cho các bạn xem các bạn ơi. Ôi về tới nhà rồi các bạn ơi. Ở trời nắng luôn rồi. Đây được 3 con nha các bạn. 3 con. Đây mình dựng máy xuống mình quay cho các bạn xem. Đây được 3 con thôi mà. 3 con là tầm ký 3 ký 4. Nói con chuột cái nữa rồi mọi người ơi. Đây là cái chuồng điện gắn của mình nha mọi người. Mấy anh em nào ở trong tỉnh Đồng Tháp muốn ăn gắn thì alo mình. Mấy anh em trong tỉnh Đồng Tháp, trong phạm vi Đồng Tháp
muốn ăn rắn thì alo mình. Ba con này tầm phân ký tư ký ba ký tư nha các bạn. Con này khoảng chừng 2-3 lạng à. Một con đầu tiên nha các bạn. Con thứ hai luôn các bạn ơi. Con này bự à. Con này tầm 6-7 lạng gì à. Nay cũng được nha các bạn. Ngon ngon tí. Đây. Con này có 400 g nửa ký rồi các bạn ơi. 440 g. Đây. Mấy anh em nào tâm tỉnh Đồng Tháp muốn ăn rắn thì alo mình nha. Đây nào các bạn, đây là chuồng rắn của mình nè. Đây, đây mình đặt lên cho các bạn xem. Đó các bạn thấy không? Không còn hôn ngựa ký mấy luôn nha các bạn. Đây, hôn hành đây. Hôm nay còn 700-800 g nửa ký, 3-4 lạng không có luôn nha các bạn. Nó còn không ngựa nè bạn. Không ngựa này là một ký nha các bạn, ký mốt á. Rồi anh em nào muốn ăn rắn thì cứ alo mình. Mấy anh em là Tâm Tỉnh Đồng Tháp muốn ăn rắn thì cứ alo mình nha. Rồi chào mọi người nha, chúc mọi người xem video vui nha. Mọi người thấy thích thì nhớ để lại một like, một đăng ký kênh nha các bạn. Rồi chào các bạn nha.